nay Mạc Lâm trở lại với chương trình với một món ăn mà chúng ta rất là quen thuộc, đó là món gà nướng sả. Gà nướng sả là cái món mà chúng ta cũng đã qua Mỹ này thì cũng chúng ta thấy cũng hãnh diện là nhiều cái nhà hàng của người ngoại quốc đó có bán món này, và cái nguồn gốc của nó là xuất phát từ Việt Nam của chúng ta. Thì gà nướng sả thì nó đơn giản thưa quý vị, ai cũng có thể làm được và có thể làm rất là nhanh. Nó là một món ăn mà nó rất là vừa khẩu vị của người Việt mình. Thì Mạc Lâm hôm nay có một cái đùi gà ta đó, chứ mình còn nếu quý vị ở bên Mỹ muốn xài cái đùi gà Mỹ cũng được. Tại vì đùi gà Mỹ tuy rằng nó mềm, nhưng mà nó được con cái là nó mau chín và nó dễ chín hơn là đùi gà ta. Nếu mà đùi gà ta thì quý vị nướng hơi lâu một chút, nhưng bù lại thì nó dai hơn và nó ngon hơn. Thì đùi gà người ta đó thì quý vị cũng lấy xương ra dùm và chỉ có xài thịt nó thôi. Đây là cái miếng thịt của đùi gà. Và chúng ta bỏ vào trong một cái thối nhỏ để mà chúng ta ướp nó quý vị. Khi mà ướp đùi gà này đó thì Mạc Lâm thấy cũng nó cũng đơn giản lắm. Thì trước mắt là chúng ta có sả thì quý vị bầm cho nhuyễn, sả tươi đó, bầm cho nhuyễn chừng khoảng một muỗng ăn canh sả tươi. Quý vị rắc lên đều hết lên đây. Chúng ta có nửa muỗng cà phê tiêu trắng quý vị, mình không có xài tiêu đen. Tại vì tiêu trắng nó vô đó nó thơm hơn, để nó ít có bị cháy hơn là tiêu đen. Chúng ta cũng có nửa muỗng cà phê bột tỏi. Chúng ta có một muỗng ăn canh là salad mà hành hương đó, hành tím đó, chúng ta bầm nhỏ ra. Và chúng ta chỉ có một nửa muỗng tỏi thôi, tỏi băm đó quý vị. Quý vị cho một muỗng ăn canh rượu nấu, rượu trắng đó. Cái rượu nó làm cho cái gia vị nó thấm vào thịt dễ dàng hơn. Và quý vị đừng bỏ muối. Khi mà quý vị nướng hay ướp mà những cái loại này đó thì Mạc Lâm đề nghị quý vị hoặc là muối ướp xì dầu hay là nước mắm. Và Mạc Lâm sẽ có một muỗng nước mắm ngon ở đây để ướp vào cái đùi gà này. Như vậy là tổng cộng là tất cả những cái gia vị nãy giờ đó Mạc Lâm đã làm trước mặt quý vị rồi đó. Bây giờ thì chúng ta ướp cho nó chừng khoảng 20 phút, 15 cho tới 20 phút là đủ quý vị, không có cần nhiều đâu. Tại vì cái thịt này nó mềm lắm, chúng ta chỉ ướp vậy thôi. Nó cắt khi lấy xương ra rồi thì nó thịt cái thịt nó rất là mỏng, nó rất là dễ thấm. Vâng, bây giờ thì chuẩn bị cái bếp của chúng ta thì quý vị có thể xài bất cứ cái bếp nào mà gia đình có đó. Để nướng miếng thịt này thì Mạc Lâm xài cái chảo nướng bằng gang mà loại dày đó quý vị. Tiếng Anh nó gọi là cast iron. Quý vị có thể xài cái chảo này và quý vị cho một ít dầu lên. Trong cái kỹ thuật nướng gà đó, quý vị đừng có bao giờ cho nóng quá. Nó chỉ vừa nóng lên thôi rồi quý vị hạ vừa lửa xuống, nó riêu lửa thôi càng tốt. Tại vì cái hễ càng nóng á, là nó rất là dễ, nó dễ cháy gà đó quý vị. Quý vị tráng dầu cho đều. Và khi nó bắt đầu nóng lên á, cái lửa khói nó bốc lên đó là quý vị hạ lửa xuống. Và việc đầu tiên đó là chúng ta cho cái mặt da nó nằm xuống trước nha quý vị. Cái da của nó cho nằm xuống trước. Vâng, bây giờ nó là như vậy là quý vị hạ lửa xuống. Nó riêu như vậy thôi. Và quý vị cứ riêu riêu mà nướng nó. Vâng. Chờ cho tới khi nào cái mặt da nó vàng đó, chúng ta hẳn trở mặt và quý vị trở mặt liên tục. Đừng có để một chỗ nó có thể nó bị cháy. Và cái canh cái lửa nó, khi mà nó lửa nó cao quá thì phải hạ và nó thấp quá phải lên. Đó là kỹ thuật nướng gà mà nó sẽ không bị cháy. Nó vàng như vậy nhưng mà một lát nữa nếu mà chúng ta để nó sẽ cháy. Bây giờ chúng ta trở lại để cho nó cái bề này nó chín luôn. Và khi nào bắt đầu ở dưới này nó vừa rám tới là chúng ta trở lại cái bề mặt này thì nó sẽ vàng đều. Bây giờ thì chúng ta có thể trở nó qua quý vị. Đừng có cho nó vàng, nó cứ vậy là được rồi, nó cứ riêu 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 lửa vậy thôi. Thì nó sẽ chín vô tới trong. Nếu chúng ta áp lửa nó quá thì ở bên ngoài nó cháy mà ở trong nó không chín. Và chúng ta chỉ để lửa rất là thấp, lửa medium thôi quý vị. Và quý vị kiên nhẫn nướng như quý vị. Bây giờ chúng ta đã có một cái nó gần chín rồi. Bây giờ chúng ta áp cho nó vàng cái mặt da này là xong. Vì nó sẽ lâu nhưng mà cái lâu của nó sẽ chín từ trong ra ngoài và ở trong nó sẽ rất là mềm và nó đọng nước nữa.
Đó, nó cháy cháy như vậy là mới ngon quý vị. Đừng có sợ nó cháy. Đó, nó cháy cháy như vậy mới ngon. Khi chúng ta nướng kiểu này đó mà chúng ta nướng chậm đó thì tất cả các cái loại mà chúng ta ướp nãy giờ nó sẽ thấm vào trong thịt. Vâng, bây giờ đã chín rồi thì chúng ta tắt hẳn lửa và cho nó chờ cho nó nguội ở đây. Thì trong khi chờ nó nguội đó thì chúng ta làm nước mắm quý vị. Cái gà này chúng ta sẽ ăn với nước mắm theo kiểu Việt Nam. Vâng, để làm nước mắm thì chúng ta làm theo cái nước mắm cổ điển, có nghĩa là chúng ta sẽ có một muỗng đường, một muỗng nước mắm và một muỗng chanh. Cái chanh này thì cho quý vị dắt cho một muỗng canh như vậy quý vị. Tại vì ba cái này nó bằng nhau, nước mắm nó mới sệt được, nó mới ngon được. Vâng, và đường đây thì chúng ta đã có một muỗng đường đây rồi. Bây giờ chúng ta cho một muỗng nước mắm nữa. Thì nước mắm chúng ta sẽ vừa vặn và đều. Mà cái đây là cái kỹ thuật mà Mạc Lâm đã nói nhiều lần đó. Là cái kỹ thuật nước mắm này, nếu mà muốn ăn lạc thì có thể cho một chút xíu nước vào. Nhưng mà ở cái nước mắm mà ăn cái gà nướng này đó, quý vị nhớ là chúng ta chỉ cho như vậy là nó vừa. Và chúng ta ngày hôm nay đó, nước mắm này chúng ta sẽ không có ớt hiểm, mà chúng ta sẽ ăn ớt sừng này. Ớt sừng này thì quý vị cho chừng khoảng, quý vị muốn ăn nhiều thì bỏ nhiều, quý vị muốn ăn ít bỏ ít thôi, cho nó không có cay đâu. Cho nên quý vị bỏ chút xíu vậy thôi. Và chúng ta cũng có một ít tỏi băm lên như vậy. Thì cũng quý vị cũng tùy theo cái ý thích của mình. Nếu muốn thơm nhiều thì cho tỏi nhiều. Còn nếu ít thì cho tỏi ít. Như vậy là vừa quý vị. Vâng, bây giờ cái nước chấm này đó thì nó sẽ sệt xuống. Nó chua, ngọt và nó mặn vừa đều với nhau. Đây là cái kỹ thuật mà tất cả những cái người làm bếp đó nhớ là cái kỹ thuật này cho cái nước mắm sệt như vậy. Mà nếu chúng ta muốn ăn lạc hơn thì chúng ta cho một ít nước đã chín đó vào. Nhưng mà đừng cho nhiều quá, nó sẽ không ngon. Bây giờ nó rất là ngon quý vị, nó sệt như vậy, nó rất ngon. Và bây giờ chúng ta cắt gà ra, bỏ lên trên cơm của chúng ta. Gà thì quý vị thấy là đây là một cái đùi gà chúng ta đã có được như vậy. Bây giờ chúng ta cắt thịt lại bỏ lên cơm quý vị. Thịt rất là ngon, nó vừa chín tới rất là thơm. Và cái da của nó cũng vừa vàng tới, nó rất là giòn. Mạc Lâm hy vọng là quý vị sẽ làm được như vậy, tại vì nó rất là dễ thôi, không có khó đâu. Cái quan trọng nhất là đừng có bao giờ cho lửa nó nhiều quá, nó sẽ cháy thịt, vậy thôi à. Và chúng ta sẽ thăm chừng nó. Quý vị nhớ là khi mà chúng ta rưới cái nước mắm lên đó, thì chúng ta rưới đều đều lên thịt này. Khi nó tan từ trên thịt và nó xuống cơm mà chúng ta ăn luôn. Quý vị thấy trong cái nước mắm nó có tỏi và có ớt, những cái ớt lớn như vậy rất là ngon. Và nó rất là đều, nó rất vừa ăn. Quý vị sẽ có một cái đĩa cơm gà mà quý vị sẽ vừa lòng với cách nêm nếm và ướp như vậy.